Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Putin trong cơn tuyệt vọng hay là định mệnh khốn khổ của một bạo chúa. Nguồn tin từ Facebook Nguyễn Đức Thành. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Một điều hư hữu trong lịch sử chiến tranh của nhân loại là chưa đầy một tuần, có lẽ chính xác là chưa đầy 100 giờ đồng hồ cuộc chiến do một cường quốc quân sự tôi xin không được gọi nga là siêu cường quân sự nữa phát động với một nước láng giềng nhỏ bé hơn nhiều lần đã thấy được cái kết cục thảm bại nghiêng về phía quân xâm lăng tôi có thể khẳng định việc chiến thắng là không thể khi nga đã mất toàn bộ quán tính và động năng cho cuộc chiến trong khi đó toàn bộ phần phía tây của ukraine vẫn hoàn toàn tự do và đây là phần trực tiếp kết nối với lãnh thổ các nước láng giềng thân thiện họ đã mở toang biên giới để người tị nạn ukraine di chuyển sang nhưng không hề có đường biên giới đồng thời theo chiều ngược lại vũ khí của các nước nato và mỹ đi qua biên giới để vào ukraine với số lượng sẽ không còn giới hạn nữa điều này cho thấy hai đặc điểm quan trọng lúc này của cuộc chiến một ukraine có một hậu phương coi như vô hạn về phía tây trong khi đó phía đông chỉ đóng vai trò như mặt trận mà quân Nga còn chưa làm chủ được. 2. Ukraine giờ đây không khác gì một nước quasi NATO, tức là một nửa đã là NATO, chỉ có người lính là người Ukraine, còn toàn bộ khí tài và nguồn lực cho cuộc chiến đã đồng nhất với NATO, chưa kể với toàn bộ thế giới văn minh. Với lý do này, Nga sẽ không còn cơ hội chiến thắng cứ thêm một ngày giao tranh với chiến thuật như hiện nay nga sẽ mất thêm một nghìn quân và vô số khí tải quân sự đây là một thiệt hại mà không một cường quốc hay siêu cường có thể chấp nhận được quá một tuần liên tục và nếu chấp nhận được thì đó là một sự lựa chọn hoàn toàn mất lý trí mà kẻ mất lý trí thì làm sao có cơ hội đối đầu như một đối thủ có lý trí nói gì đến chiến thắng vấn đề của putin bây giờ là làm sao rút được quân ra khỏi ukraine và làm sao giảm thiểu được thiệt hại về người và của mà thôi trong cơn tuyệt vọng putin đã ra lệnh chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử đó thực sự là mất lý trí thứ nhất cuộc chiến của putin phát động tưng bừng ban đầu vì lý do lật đổ chính quyền không được lòng dân thế thì nhẽ ra nhân dân phải đồng lòng với putin để lật đổ chính quyền cứ gì bây giờ lại dùng bom nguyên tử để thảm sát nhân dân mà chưa chắc đã tiêu diệt được chính quyền đó. Thứ hai, vũ khí hạt nhân theo quy định quốc tế là chỉ dùng để tự vệ chứ không phải sử dụng để tấn công. Giả sử Putin có ngông cuồng phá vỡ quy tắc này, ừ thì cũng không sao nếu muốn thì phải đem sử dụng những cường quốc hoặc là siêu cường để đối chọi. Ai lại bây giờ đem cuồng loạn sử dụng một nước nhỏ hết sức gần gũi về lịch sử? mà lại đang được Putin giải phóng theo đúng như lời Putin nói. Thôi thì nói một đằng là một nẻo, vứt các cam kết quá khứ và giọt rác, lừa dối nhân dân, vi phạm luật quốc tế, vân vân, là chuyện mà chính trị gia khát máu hay điên cuồng với quyền lực nào cũng có thể làm, nhưng làm một cách không có lý trí, tức là bản thân mình đã tự mất kiểm soát về ý thức, thì cá nhân ấy làm sao còn tồn tại được nữa? nói gì đến đánh giá đúng hay sai, đạo đức hay vô đạo đức. Thêm một lựa chọn quan trọng mang tính tuyệt vọng nữa là Putin muốn lôi kéo Belarus khỏi cuộc chiến đối với Ukraine. Một nước Nga hùng hậu về dân số và quân sự đến như vậy. Mà nước Belarus thì cho đến giờ có khác gì là một tỉnh của Nga đâu, dân số dưới 10 triệu, bảo gì nghe lấy. Thì giờ đây muốn họ tuyên chiến với Ukraine thì được ích gì trên chiến trường? có thay đổi gì được đâu nếu trên thực tế belarus vẫn là một lãnh thổ mà putin tùy nghi sử dụng cho các hoạt động quân sự của ông ta lợi ích như vậy không khác là bao nhưng chi phí lại vô cùng cao lớn đơn giản là nếu tổng thống lukashenko của belarus cái chàng to béo làm con bùi nhìn cho putin đồng ý tuyên chiến với ukraine chính người dân belarus có thể sẽ phẫn nộ mất hết giới hạn mà lật đổ ông ta vì bản chất và cấp độ nhân dân, người dân Belarus, người Ukraine, người Nga đều hòa bình, thân thiện, yêu quý nhau từ bao đời nay. Giờ đây lại đẩy họ đến đường tiêu diệt nhau thì làm sao họ vẫn nhịn mãi được. Với kịch bản này, Putin có thể gặp rủi ro là mất luôn cả Belarus như những gì đã diễn ra vào năm 2014 ở Ukraine khi vị Tổng thống thân Nga bị người dân lật đổ và xây dựng đất nước Ukraine mới cho tới hôm nay. Một tính toán mà lợi ích không thêm được bao nhiêu và chi phí thì tăng lên đáng kể thì không nên thực hiện. Nếu vẫn cố thực hiện thì không còn lý trí nữa. Tóm lại, mọi hành động của Putin sau chưa đầy 100 giờ đồng hồ phát động cuộc chiến cho thấy ông đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất lý trí. Tiếc thay, bi kịch của những nhà độc tài hoặc bạo chúa đều giống hệt nhau trong suốt lịch sử loài người từ khi có sự từ Đông sang Tây, Nam chí Bắc, tên bạo chúa nào cũng đều chết một mình vì sai lầm của chính mình. Lý do đơn giản là người có thể nói chuyện được với hắn trên cơ sở lý luận, luận bàn những việc đúng sai để ngõ hầu giúp cho tên bạo chúa một chút gì đó tốt đẹp hơn đều sẽ bị hắn giết chết. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Putin trong cơn tuyệt vọng. Tác giả Nguyễn Đức Thành đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.